Từ sư, con được học và dạy thực hành thiền minh sát là lấy thân thọ tâm pháp làm đề mục quán sát. Nhưng khi con đọc quyển Ra-a-chan-mun Thu-ri-đát-tá thề đó thì có đoạn viết về ngài A-chan-mun: trong những ngày đầu thực hành thiền minh sát với thiền sư Ra-a-chan-ta-sao, ngài chọn tiếng bút thô làm đề mục nhưng không thấy an tĩnh như mong đợi. Dạ, như vậy thì thiền minh sát có thể thực hành bằng đề mục bút thô hay chỉ là đề mục thiền định lúc ban đầu để tâm có định rồi sau đó vẫn lấy thân thọ tâm pháp làm đề mục thực hành thiền minh sát? Thưa quý vị đó, với những người mà cái khả năng định tâm của họ nó chưa có mạnh đi thì họ cần những cái đề mục thiền chỉ trước. Với một số vị á, ví dụ như là ở truyền thống truyền thống Ba Ao thì quý vị sẽ được thực hành hơi thở trước. Nhưng mà đối với một số vị đó thì cái việc thực hành hơi thở nó sẽ là chướng ngại đối với vị đó, thì vị đó có thể được đề nghị là thực hành cái đề mục tùy niệm Phật, là đề mục cái bút thô mà nãy quý vị vừa mới hỏi đó, đề mục tùy niệm Phật. Và sau khi mà cái tâm của vị ấy nó được tốt rồi đó, nó được yên tĩnh rồi, đạt cái mức độ định mà vị thiền sư cho là chấp nhận được, thì vị thiền sư sẽ cho vị ấy thực hành thiền quán tứ niệm xứ. Tức là họ sẽ dùng cái thiền chỉ làm cái phụ trợ cho việc thực hành thiền quán.